Úc Liễu xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem Hương Mã Non nha. Chào mừng cô chú. Chào cả nhà nha. Cả nhà nha. Thì lúc này ở đây cũng nước gâm cả nhà. Thì tới mùa ba đặt lương rồi, đã chấm lương. Thì Úc Cường cũng bệnh này không có phụ ba được. Thì cái bệnh viêm son á thì nói chung ra thì mình nghe nói thì nó không có nặng nha cả nhà. Nó cảm thấy bình thường. Úc Cường á là giống như ổng bị lâu rồi, bây giờ son nó đã lan hết trơn cái phần trên trán rồi. Rồi có thể là nó chuẩn bị lây qua, nó lan ra mắt luôn. Thì ai đã từng bị rồi thì mới hiểu cái cảm giác đó nha cả nhà. Thì hôm nay ba đi lại chấm lương nè, thì có thấy nguyên ra phụ. Cả nhà bữa nay Úc Cường bị bệnh rồi không có đi. Bữa nay đổi đổi tay đặt nha, bữa nay nội Thái Nguyên với Thái Nguyên đi cùng đi hành đi đặt chấm nha cả nhà. Bây giờ ba bỏ mồi vô trong ống rồi cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ cũng có bắt được ít cua cả nhà. Gì nè, cua là mỗi một ống nhiều bỏ vô một con cua. Dạ. Đó, con cua. Để con cua thì cái mùi hôi con cua dữ lắm. Nó hôi nhiều hơn cái mùi ốc nữa. Cái gì ba dù sao cũng có cái kỹ thuật hơi ngất cường nghe cả nhà. Ngất cường thì kiểu mới sau này thế hệ sau đây không bằng cái thời còn ba đâu. Dạ sao chắc truyền nghề là cho Thái Nguyên. Thái Nguyên, Thái Nguyên lấy bỏ vô bao để chuẩn bị bỏ đi. Rồi để truyền nghề, tưởng ông truyền nghề gì, truyền nghề đặc chúng. Thái Nguyên theo học theo nghề ông nội không? Học không? Ông nội truyền cho. Câu cá đâu thì chắc chịu ạ. Giờ ba với Thái Nguyên đi vô vườn để mình đặt chấm lương nha cả nhà. Còn nắng chịu nhưng mà kiểu nắng nhẹ thôi, nắng nhạt thôi. Bữa nay thì ba đổi địa điểm nha. Mấy lần Úc Cường đặt thì Úc Cường đi ra ngoài ruộng, phía ngoài ruộng. Bữa nay thì mình đi vô vườn. Mưa này con thấy nước vô nè ba, ba đặt đây được. Ba đặt đây nè, đặt mưa này đó. Nước nó vô nè. Mình đặt mưa nào mà tối nước lớn vô cả nhà thì con lươn nó mới ra. Nên mình phải đi kiếm mương. Mương này thì mình thấy nước cũng nhiều. Thì cái cách ba mình đặt kiếm lươn thì cũng ta cũng có chia sẻ mấy lần rồi. Mình đặt cái miệng chấm á, cái dừa đụng mí sình. Cái không có sâu quá nha, sâu quá thì sình nó vô cái chấm á, cái miệng á. Nó bít rồi con lươn nó không vô được. Này là mình đi vô này là vườn dừa. Dừa đẹp á, chiều mát. Thái Nguyên vẫy ống chấm tiếp ông nội. Đặt hết trơn là 9-10 ống, thành ra ba quẩy không thì ba quẩy không nổi nữa nha. Mấy cái mương này là con súng không, đẹp á. Thì cầm hết mương luôn, nhưng mà nó còn nhỏ, nó chưa có bông. Mình đặt thì mình đi kiếm những cái mương mà giống như có tàu dừa rồi nó rụng xuống như này cả nhà. Nước nó kiểu nó hơi đen đen á, thì con lươn nó thích ở hơn là cái mương chấm nha. Đi thăm mấy cái chấm lương hôm qua đặt nè, cả nhà thấy nước nó ngập nè, rồi lụm chấm những chấm ở quê mình vậy đó cả nhà, cái mình mất nổi nha, rồi nước nó ngập dữ lắm luôn, mình ở xuống giữa vườn á, giờ nước nó tràn vô, giờ ba đi tới nơi thì sẽ thăm cái đầu tiên nha cả nhà. Về nhà mới đổ ra cho cả nhà xem được nha, thành quả nha. Tại vì ở đây á, con lươn buổi sáng á, mình đổ ra nó sẽ phóng dữ lắm nha. Mình không có gì mình đựng là nó sẽ phóng. Nặng nặng vậy không ba? Ừ. Cái này chắc. Dạ hả? Dạ. Cái này chứ quá. Không, cái đầu tiên không có rồi cả nhà. Cái đầu không có. Này là khu vực trong vườn, cách xa nhà mình cũng xa lắm. Còn cái đó bộ có rồi ba con. Cái này có nhớt kìa nè, có nhớt. Nhớt nó có nhớt. Chảy ra nè. Ồ, sao ba chút. Có rồi cả nhà ơi. Ba chút. Nè. Đó, nghe kịch kịch hết cả nhà. Nè. Ồ. Đây là có đó cả nhà, cập cập đi là có. Hai cái thứ hai có cả nhà.
Okay. Chị là có vốn rồi đó. Mình thăm mà nó được có vậy cái đầu cảm thấy vui lắm cả nhà. Bự nhỏ gì không biết, miễn có là được. Cái thứ ba. Mưa lương thì chịu ở mưa có cỏ gì. Rậm ghi gì. Rồi, nặng ba. Cái này có hơi nặng nặng nè cả nhà. Đó, thấy rồi. Đó. Đó. Được hai cái rồi cả nhà. Mình kia thăm thêm hai cái nè. Có làm dấu. Cô Năm đi đâu sớm cô Năm? Mua đồ ăn hả? Cháu con đi quay ba con đi thăm lương. Đi hả? Dạ. Nhiều khỏe hả? Thấy đi tê tê hả? Ừ, khỏe. Ba giỡn đi ba. Ba giỡn. Bà bảo đây nè. Bà cụ này thì lúc trước mình có phát quà đó, lần nào cũng cho bà chứ. Sống với một người em gái Úc, nhưng mà người em gái kiểu bị nhức thần kinh tọa cũng không có đi được. Giờ này xách giỏ ăn đi mua đồ ăn mua gạo gì đó không biết. Cái thương quá. Vô nữa cả nhà ơi. Sáng bà. Im. Đâu bà chút nè. Cặp. Con này cũng đỡ con. Dạ. Còn bên kia 4-5 cái nữa nha. Mình đi qua bên kia thăm rồi mình về luôn. Hả? Chỗ gốc dừa này cái nè. Lâu lâu đi đặt lần thấy cũng im quá. Ba đam mê đặt lương á, mình ra đặt cái này nó có vô chúng đó cả nhà. Ba vui lắm. Bữa nay sáng nay thì thấy nguyên. Giờ này thì nó chưa đi học nhưng mà nó thức dậy để nó chuẩn bị á. Mình ra nó không có đi theo được. Còn Úc Cường ấy thì cái mũi thì vẫn nhất hai ba ngày nay. Thành ra ngày hôm qua là không có quay clip được cho cả nhà xem luôn. Họ đổ ra không có dễ biết lắm. Nó cái nước của nó lỏng, nó chảy sờ sờ vậy đó. Còn cái nào có là nó có nhớt nha. Sáng bà con đây đi kiếm củi. Bây giờ sáng này mặt trời chưa có mọc á. Có không bà? Có. Cái này đi vườn cầm củi. Tới cái này là thứ sáu. Qua mình đã 9 cái rồi ba, 9 ống hả? 10 cái ống. 10 ống hả? À, ba đặt nhiều hết vườn ống này. Vườn này thì đã 9 ống rồi. Rồi cái này có nữa cả nhà. Nè, nó thấy không? Nó kịch kịch đó. Nặng nặng không ba? Có không? Có. Nặng nặng nữa hả? Ừ, này nặng nặng coi coi. Dạ. Nó trầm trọng à. Dạ. Cái này nữa là cái thứ 9 nè. Thấm thứ 9. Nó không ra nước mà. Sao nó không ra nước? Nó ra nước là nó có lương. Không có ba? Không. Có mấy con nhỏ. Dạ, để con đem thao lại. Mình về trước. Mình quẩy người ta về trước. Dạ, cũng về tới rồi. Về tới nhà đó. Nha cả nhà. Bây giờ lấy sổ cho cả nhà coi nha. Coi cái nào có, cái nào không nha. Không quá. Rồi cái này quớt. Không có là nó nhẹ tay à. Cái này là không có rồi. Ba nói là ba để mồi ở trong luôn. Để cho nó có cái mùi nó giống như nó thúi á. Ồ, cái này có cả nhà ơi. Dạ, rút ra đây ba. Đổ ra cho cả nhà coi. Được một con cả nhà. Ha. Quá trời bự. Ngon quá cả nhà. Vàng thật luôn. Vàng thật luôn. Lương đồng cái gì đó cả nhà, nó vàng lắm. Đúng rồi bạn. Nhiều cô chú anh chị hỏi là con lương đồng với con lương nuôi nó đây. Khác nhau thế nào ba? Đây để ba cắt nghĩa cho nghe. Dạ ba giải thích cho cả nhà. Giải thích cho cả nhà nghe nha. Đây cái con lương đồng nè. Cái đuôi nó giót mà cả nhà. Nè. Nó cái đuôi nó giót ha cả nhà.
Con là con lươn đồng là cái đuôi nó nhọn, cái nhọn nó dài, còn con lươn nuôi thì cái đuôi nó thù nu như cái đuôi con lịch vậy. Cái đuôi nó thù nu à? Dạ. Nó mập nó thù nu à, nó không có giót như con lươn đồng. Rồi cái này quét nó ra nhà. Con cá hình như nó gãy cây. Cái cây đó. Rồi quét luôn. Không có ba cái rồi. Rồi cái này có nha cả nhà. Này có nè. Nước này tới tháng 10 là cái tết là mình đặt. Tháng nào mình đặt cũng trúng rồi. Bây giờ nước vô mưa, cầu vô mưa là có à. Nước nào. Rồi. Ra không được luôn. Đó. Ok. Đây nè. Đó, thấy không? Mà nó ống này có. À, 5 ống mà có 2 ống à. Không có 3 ống. Cái này đóng 6 nè. Đây đây đây. Ủa, 2 con luôn ba. Cái này 2 con luôn. Con lấy 2 cái đuôi à. 2 cái đuôi luôn. Đó. Nó ngọt hay gì đó. Con này ngọt rồi cả nhà. Con này ngọt rồi. Nó ngọt đó nè. À, vô 2 ống mình. Ống vô 2 con làm như nó bị chặt á. Bị chặt lên nè. Ngọt. Ủa mình đặt à, cái đít nó nhẫm lên mà nó ngọt hết ta. Cái giờ này chắc chìm. Dạ, chắc ấm nó chìm nãy chìm. Chìm. Đây, ống này nặng nặng nữa cả nhà. Cái thao ấy kìa, cái thao nó cao vậy đó mà nó còn bò ra. Nó à, còn à, sổ à, cái giấc sáng đó mà con được thấy đi sớm nha, cái lên mặt trời mọc cái nó lên cái nó làm dữ lắm. Dạ. Tại vì mình đi thăm mình không dám đổ ra cho cả nhà xem tại chỗ là vậy đó. Nó sẽ phóng đó, nó phóng ra. Nó phóng ra hết trơn. Có không ba? Không có sao? Có. Có ra không được. Nó bự nó ra không được cả nhà. Móc nó ra. Ồ. Ờ rồi một con nữa. Hết biết được rồi. Bự. Chết rồi, không ngọt chết một con. 5 con à. Còn 3 ống nữa. Rồi con này có nữa cả nhà. Đây, đứng đây. Chờ thành quả. Ồ, vàng miếng nữa đây. Rồi. Đây hai con, hai con. Hai con luôn. Hai con bự con nhỏ. Đây có ông này ông bự nè, ông nhảy ra ngoài vậy nè. Đúng rồi. Ông bự cũng bự quá. Rồi. Ông này coi nè, nó chảy nước. Chảy nước nè. Bữa nay ba sức chiêu là trúng đậm luôn rồi nha các bạn. Trúng đậm. Rồi. Vừa được lương nhiều mà lại lương to nữa. Đây, đây, đây. Hai con. Ủa, con à con à, tại nó co lại nè cả nhà coi nè bà bưng lên ta bà bưng lên bà bưng cái thau lưng lên bà nhìn con nè năm thành quả của bác năm nha nó bò cả nhà thấy chưa dạ rồi lưng nè lưng bự hết cả nhà lưng là chắc hơn nửa ký rồi hết con à. Cái đuôi nó mập cơ nè. Sau khi ba đi đặt số lượng về cái nhà. Nó kiểu cũng màn rửa sạch tại nhà. Màn không hết nha cả nhà, mình còn chừa lại ba con nha. Tại vì bữa nay ba đi trúng quá nhiều rồi mình làm hết thì ăn cũng không hết đó cả nhà, mình chừa lại mai mốt mình ăn. Thì bữa nay mấy con lươn bự này á thì mình sẽ gom ổ nha. Còn mấy con nhỏ này là mình sẽ xào xá ớt thêm món nữa. Mình làm hai món. Này ố ông Cường quay nha cả nhà. Con chào ông bà cô chú. Cường này cũng tổng trên mặt của mình hơi xì xì á. Thế là bệnh của Cường á, tại vì cái lỗ mũi của Cường nó không có ảnh hưởng gì hết. Mà cái lỗ mũi của Cường nó bị nhức thôi nha cả nhà. Nên nó nhức cái nó sưng lên mắt luôn. Nên ông Cường đi săn mắt đi không nào. Cái lương ông thì Úc Liễn có chuẩn bị mới gom ổ nha cả nhà. Bữa nay mình ăn gom ổ rồi cả nhà. Cái cá non thôi. Cá non rất là ngon. Bỏ nửa lấy. Bỏ nửa lấy này nè, để lại đi. Mình bầm mấy xả ớt này để rồi mình phi miếng để mình nấu còn miếng thì mình sẽ so khoai ra xả luôn. Nhưng mà Cường quay với chút xíu cũng phải đi học dùng trái dừa. Dừa để mình nạo mà lấy nước cốt á. Đây này, cái này cái kia.
Hôm đặt trái trứng bánh quá trời. Hôm ông nội dắt thấy viên cháu đi đặt hôm hên quá cả nhà. Hôm dính quá, dính luôn. Bữa nào ông nội đi đặt đi nữa thì thấy đi. Chiều nay dắt đi nữa cả nhà, dắt cháu nội đi nữa. Thì Út Cường cũng có đi khám bác sĩ nha cả nhà. Thì bác sĩ cũng đưa thuốc cho Út Cường uống trong vòng 10 ngày. 10 ngày để cho nó gom cái mũ lại thì chắc Út Cường sẽ đi mổ cả nhà. Thôi nó nhức quá Út Cường chịu không nổi. Nó nhức sáng đêm luôn cả nhà. Hẹn qua thì mình không có ai biết. Cũng có đọc được nhiều comment cũng như những lời hỏi thăm của cô chú anh chị trong và ngoài nước. Cũng có hỏi thăm Út Cường, cũng chúc chú Cường mau hết bệnh để quay trở lại quay clip cho cả nhà xem. Có cô nói là chúc chú Cường hết bệnh để cô lúc nào cũng thấy cái nụ cười rạng rỡ của Út Cường hết trơn. Cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha, đã quan tâm và thương gia đình tụi con. Cái mổ xong á, đại con thì nói chung ai cũng có cái tâm lý nghe nó mổ ai cũng sợ. Mà cái mổ xong ba không bao giờ ba sợ, mà cái lộc may mắt ba sợ. Nó, cái mổ xong bởi vì nó đưa vô cái đầu nó chụp cái bóng đèn, cái nó hỏi con con hỏi con vậy chứ ở đâu làm nghề gì, thì con nói trong vòng chỉ 3 tiếng thì nó chết queo rồi. Rồi nó mổ nó làm thì mình tỉnh vậy, thì nó ra ngoài thì mình tỉnh, nó đưa ra ngoài cái đưa là phòng luôn, nó không có hay biết gì hết. Mổ mắt thì mổ sống hả? Còn mổ mắt thì mổ sống ở nhà, nó không sợ cái chỗ nào, sợ có cái cây kim của nó mà nó vô thuốc tê cả nhà, mà phải nó vô ở trong phòng, nó ra nó bịt con mắt mà lạnh nó cấy đi là mình cũng không sợ nữa. Nó để cho cái con mắt mình nó xịt nước ra cái nhâm vô cái bịt vô. Thảo Nguyên nghe em nội kể Nguyên nhăn này nè, sao bữa nay vô phụ mẹ nên lạc ra rồi, bữa nay làm món gì đây đã cha với ông nội? Nay gia đình con làm lương ung đã cha quá à. Mà nay lương là của trai Út bắt đó nha cha, trai Út với ông nội. Đi với ông nội. Gia nội bắt đó. Nè mặc áo cả nhà thấy đẹp không? Áo này là của chị Vinh này nha. Chị Vinh hôm bữa xuống với anh Linh Sài Gòn đó, có cho cháu nó cái áo mặc vừa lắm chị. Áo dày. Áo dày, cháu nó thích, nó nói là lúc này đổi gió, kiểu là gió chướng, gió bắc á. Rồi cái trời cũng lạnh. Đớm chúng quay lén nó đớm mà cả nhà chạy thấy dần thì cả nhà mà biết gì nó có đi học không mà, nhưng mà như là đúng như là lương này nó sạch, nó không dám ăn nè. Lương nó không ăn chứ nó cũng đi học. Bây giờ hiện tại là hơn 12 giờ rồi, cả nhà 1 giờ qua chơi nè đớm. Chúng ta qua trên thôi, đớm cho cả nhà mà đớm chạy lên nha. Nghe bên đây cục kịch là cả nhà là chạy qua đồng nghiệp đó. Dạ, cô chú thằng cháu. Đi học về nào. Làm chưa? Chị mới có học phải không? Có. Nhưng mà cái món lương này có yêu thích nữa không ta? Lương nữa là sao? Con lương hình như có ăn không? Không ăn lương đúng không? Không ăn lương. Đồng nghiệp phải không? Hút liệu sắc lại với xào xả ớt như thế này. Xào xả ớt mấy con đường nhỏ thôi nè. Còn đường bự để mình in cho nó luôn. Bữa nay đường bự thì mình cũng khứa ra nha, chứ mình không có để nguyên con đó nha. Nguyên con lên cũng đông dẻ ra. Mình khứa ra vậy nè. Ngồi ngượn khứa ăn khúc vậy nè, cho nó dễ ăn hơn. Ngon cả nhà, quá trời bự luôn. Cái này là xả này thì hồi mình sẽ xào xả ớt. Xả ớt á, bữa nay mình chọn cái nhánh xả non á, mình bào quanh vậy nè cả nhà, mình không có cần bầm nha. Còn bên đây thì mình để tí nữa mình sẽ phi lên cho nó thơm, rồi mình cũng đổ nước cốt dừa vô mình âm lương. Bây giờ ở trong vườn còn lương bự ba chứ đâu có người ruộng có hỏm cường đặt không được bự không? Dạ cũng được, cũng vừa mà không có được bự gì. Vườn còn lương bự. Đây thì lưỡi ông bá thì không có thiếu nước cốt dừa nghe cả nhà. Bữa nay Út Cường nay bệnh cái suy nhưng bệnh cái bữa nay thay thế anh trai. Trai vô nạo gì rồi thế cha. Ngày thế. Tập nạo. Nãy giờ thì cũng nạo một hai lần.
Gạo chưa chuyên nghiệp lắm. Chưa chuyên nghiệp lắm. Vậy cũng được à con. Nếu mà mình làm sao không biết mà nếu mà mình hắn ra mình dắt ra có nước cốt là được rồi đó. Nên trai con thì nậu dừa, giờ con thì rửa dao nha bà chú trước. Dao này ngon quá cha. Dao này ngon, dao này chồng. Tốt quá trời tốt. Cộng nó bự bự. Dao này dễ chồng lắm. Nó cái mắt của nó chồng rễ ra là mình chồng sống nè. Mình dao thấy mình chồng mình không có ăn thường á. Cái nó sẽ bò dữ lắm nha. Cái bò diện tích nó rộng lắm. Lương này mình khứa ra rồi mình cũng đi rửa lại đó nha. Tại vì cho mấy cái tỉ của nó á, mình rửa đang cho nó sạch cái tỉ sống đó nè. Rồi mình mới vô mình chế biến nè, ngon quá trời. Quá trời ngon. Đây là cái số nước cốt giảm mình dắt mình để riêng. Cũng cho đây thêm ít gia vị nha. Một miếng đường miếng muối. Số lương này mình cho vô luôn chứ mình không có để nước nó nóng nha cả nhà. Tại vì cái khứa lương á, khi nước nó nóng á mình để vô cái khứa lương nó quặn quẹo vậy đó. Nhiều cô chú thấy cái kiểu không biết á, cái nói lương còn sống mà bỏ vô, còn sống mà mình bỏ vô mình nấu vậy đó, thấy tội nghiệp này kia. Thành ra ốc liễu để vô luôn, để trước lúc mà nước nó sôi thì cái khối lương mình nó không có bị quặn quẹo nha. Ở đây thì dầu cánh sâu nè, cô chú mình không cho ít xả vô để mà cái này mình tự nhiên nha. Một mới lương này con cũng bắt cho luôn rồi. Đây cũng là ít gia vị nè, để không nói chuẩn bị sẵn rồi mình bỏ vô đây. Thêm tí nước mắm nha, một chút. Có đậu nước mắm rồi đậu lỡ tay vậy á. Cho nó mặn mặn chứ rồi đó, mặn chơi vậy đó. Thôi con rất tình nguyện từ cha nha bà cô chú. Không ra con làm cá được hay lớn quá à. Nên mình để nhắm chừng thôi. Hôm nay Thái Vy sẽ làm nước mắm nha cả nhà. Này con thế vậy sao biết điều không? Hả? Cắt vậy là dễ hấp dễ nhiều sao? Thì cắt hai trái như vậy. Nửa trái qua bên kia, nửa trái cắt sao mà chấm ăn ăn không nổi. Chấm cái nghĩ ăn cay quá. Thì ăn đổ nước mắm vô nha mọi người chú. Xịt nó ra đại đây, xịt đẩy ra, nó đau nhiều đâu. Xịt ở đây cái phần lương sao ớt của con nó cũng chín nè bà cô chú. Giờ con sẽ xúc ra, xúc ra mình làm hai dĩa. Thay miệng thì chia sao cho đồng đó nha. Cái mẹ học phải mượn thay miệng chia đại quá. Bà cô chú xem hấp dẫn không bà cô chú? Cái số lương mình nói nãy giờ cũng chín rồi. Nó có da nó nứt ra, mình cho cái phần nó cốt đặc vô. Đây là nó cốt đặc, nấu để cũng có dắt để riêng. Cái phần này thì khi nào mình ăn mình hãy để nha cả nhà, để sớm mình nấu hồi đó nó bị bằng con lên á, mình nó ăn nó không ngon. Mình cũng có nêm nếm mình nứt ra cái dĩa ná vậy nè, mình để lên cái bếp ga xanh thì mình ăn như thì mình sẽ nhúng ga vô như như đưa đây mà nãy là thường là bẻ hai trái dừa béo mình ôm cho nó béo nó mới ngon.
quá, hôm nay phanh phanh nó quá trời phanh. Lương này nó to. Lương bữa nay mà xào lăng là hết sảy đó, tại vì lương bự á. Mà do mới xào lăng rồi thành ra không nấu nữa, không nấu xào lăng nữa. Nó lương làm món gì cũng ngon. Ừ, tại con lương này ăn nó bổ. Mình sẽ cho ở đây là củ hành tây nè. Mình bỏ vô nước. Rồi, mình đứng vô làm vậy. Trời, giờ này nắng nó dội quá. Không ngồi nổi được. Chắc không nổi. Rồi, cả nhà mình dùng cơm với lương ôm với gạo ngổ nha cả nhà. Ừ, ngon quá hỏi nhà. Bữa cơm đại gia đình cũng đã làm xong thì con cũng xin mời ông bà cô chú và anh chị và các bạn dùng cơm với gia đình nha. Con mời ông bà cô chú nha. Con mời em cúp luôn. Cúp luôn, cúp luôn. Chắc nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Con mời ông bà cô chú. Mày phút nãy mà đã lắm. Năm cũng mời cả nhà nha, dùng cơm với gia đình. Cảm ơn bà cái trước. Mời cả nhà cơm. Cả nhà. Mình nhúng ông rau ngổ rất là ngon, nhưng mà mình để rau ngổ vô từ từ cái mình ăn nó rất là ngon cả nhà. Nếu mà mình để cái mọc thì nó hơi bị cái chín quá, nó hơi bị dai. Cái rau ngổ thì bữa nay Liễu mua nha. Mình lấy cái phần non không cả nhà. Tại vì rau ngổ này nó cũng hai loại nè. Cái loại này một loại là rau ngổ, sợi rau ngọt, còn rau ngổ nó láng. Một loại là nó có lông nha, cái loại này là láng nè. Loại này thì mình ăn nó giòn hơn, nó giòn kiểu như nó giòn mềm hơn. Còn cái loại có lông á, thì mình ăn nó cũng giòn mà kiểu nó hơi dai dai, nó cứng cứng á. Mà mình ăn vô thì nó nhám cái miệng. Sao bữa nay cà la men này vô ngồi ăn thấy sao, cảm giác sao? Này là ăn ngon nha mà phía trước. Bữa nay cho cha trải nghiệm cái cảm giác mà đứng đường quay ha. Như hôm bữa cái clip mà ăn bánh bò mặn phải không nha? Ừ, bánh mặn chỗ bữa đó con thèm lắm không bà cô chú. Mà đứng quay đâu có được ăn được lúc đó đâu, phải đợi ăn xong rồi mình cúp cái mình mới ăn được. Tại vì ngay cái món yêu thích của Thảo Nguyên nữa mà nó nói vợ mẹ lúc mà cha chọn để dưa leo vô thơm rồi vô cái cha múc giá nó mắm cha chan vô đó mẹ, trời con thèm chảy nó miếng luôn. Cái món đó là Thảo Nguyên nó rất là thích luôn cả nhà, nó thích ăn bánh đúc mặn với lắm luôn. Mà vậy là cái con nước gông này ba. Ừ. Như là bộ lương nó chạy nhiều á. Ừ. Nước gông hãy đi ăn. Yeah. Lương này là theo con nước hay không nè? Đặt theo nước con gông. Đặt theo nước gông, ví dụ như bữa nay đặt còn được ngày chiều nay là đặt được đêm đó là mai nghỉ rồi đó. Yeah. Mai nó hạ nước xuống nghỉ rồi. Nghỉ cái con canh cái đầu nước trở lại, ví dụ như nước 30 là lớn phải không? Là tới cái bữa là từ 29 30 mà ông đặt được 4 ngày kiền. Dạ. Rồi, mình lâu qua tới lối mùng cái đầu nước nó hạ xuống là nghỉ. Dạ, là mình cái mình phải tranh thủ á. Rồi. Thắng Huy chịu ra theo nội nữa không? Đi nữa. Còn đi nữa kìa. Ông đặt. Đi nữa. Đặt trúng quá trời. Chiều nay ba cho Thắng Huy nó giác tự giác lên đi đặt. Đi giác đi đặt nữa. Coi cái nó trúng cỡ nào. Thắng Huy theo nội đặt rồi, biết không? Biết. Nhưng nói chỉ cho. Do bữa nào cũng sáng lương thì mình đi thăm buổi sáng cả nhà. Tầm 5 giờ rưỡi là mình đi rồi. Giờ đó thì cháu nó đi học, không có đi theo được. Ông nội đặt rồi con thấy là có cái thế để làm thí dụ. Cái chỗ này cái bụi cỏ đó mình là chấm. Con đặt phải quay cái đít vô cái đít vô bụi cỏ này. Bụi cỏ này cái ngoài này chấm cái mình lấy đầu quờ cho xịn nó ra cái mình nhét cái họng nó xuống đây. Cái bụi cỏ này cái mình đút cái đít nó vô đây cái người ta đi vô đây người ta không có thấy cái chúng của con. Cái đó nhìn ngụy trang đó. Mình đút cái đít đó mình giấu rồi ta đi ngang ta đâu có thấy đâu. Mình sọt vô cái đám cỏ rồi. Rau ngổ này ăn nó có cái vị nhẫn nhưng mà mình ăn hồi nó ngọt nha. Ăn hồi cái vị nó ngọt ngọt trong miệng mình ngon lắm. Hồi trước anh ăn rau này đâu có được đâu. Úc Cường nói chung ra là lúc chưa làm YouTube á là không ăn được rau ngổ nè, không ăn được cải xanh nè, không ăn được rau cần tây mà cũng không ăn được rau cần nước luôn. Có loại rau gì mà nó có vị nhẫn chứ nó có cái mùi nặng mùi là không ăn được. Nhưng mà từ lúc làm YouTube tới giờ thì ăn quen rồi,
cái món nào mà không có không chịu mà ba là nhớ mà cái rau cần nước là ba không ăn. Dạ. Mà sao bây giờ lại ăn rau cần nước lại nó ngon, nó ăn nó hơi nhẵn nhẵn nha, cái ăn chút xíu cái miệng mình ngọt chứ là với rau đắng hồi xưa là ba cũng không ăn luôn, rau đắng là tới lớn luôn không ăn luôn mà bây giờ lại ăn rau đắng cũng được luôn. Dạ. Chỗ nào nước cắm kém lại á, mình nó thường đi ra ngoài đồng mà tắm câu về cái mình nấu cháo rau đắng bữa phía sau nhà mình có đắng rau đắng, rau đắng đó đậu phải rau đắng đất thôi ba. Không, cái rau đắng nó đắng đất đây, đắng nó đắng lắm á, nhưng mà em nấu cháo ăn rất là ngon. Cái cọng nó nhỏ. Dạ. Còn rau đắng thì cái loại kia thì cái cọng nó bự, thì rau đắng một tô hè nữa thôi. Nó béo mà mập. Cái đầu nó ngon lắm đó ba. Cần lương nha, thấy vậy nha. Cái đầu của nó thấy vậy mà nó béo lắm, nhất là cái đầu, hai nữa là cái đuôi. Cái đầu này chắc cho con đầu cái đuôi. Mấy đầu nữa kìa. Đầu chấm nước mắm mày. Để nó Thái Nguyên à, review nha. Công công cháu kìa, cực khổ nha, cực khổ đi đặt hộ cho. Ăn đi con, nội đặt cho ăn đó. Nội thương lắm đó. Muốn cảm giác muốn cha mà cha ăn cái review chưa? Bị nóng á. Đậu lương về bán. Đậu lương nó béo lắm coi, nhưng lương với cái đuôi á. Là như lương này nấu cháo cho nít ăn bổ lắm. Mà nó nấu cháo mình kể cả nhà nghe nha. Rồi Đức Khổng Nguyên mà nó mười mấy tháng á, là có lần mình kể là cháo nó bị băng bạch á, cả nhà nó không có biết đi, nó không biết chẩn, nó không biết gì hết trơn, nó chỉ lết không à. Cái mình cũng có đi bác sĩ, nhắm người bác sĩ cũng đông y chứ không phải tây y. Cái bác sĩ kêu về mua con lương này nè, mà nhỏ thôi nha, ngón tay vậy nè, nấu cháo kiểu như nấu cháo cũng được mà mình kho lạ, rồi mình sắc ngò gai vô cho thiệt là nhiều cả nhà, rồi mình cho mình nấu cho nó nhừ ra luôn, rồi mình lấy cái nước đó đó, mình có thể mình chăn cơm mình đút nó, hay là hoặc mình lấy nước đó mình nấu cháo cho nó ăn thì nó rất là tốt luôn. Đổ. Dạ. Với hai nữa là con cóc á, mà mình lóc mình lấy cái phần thịt cái mình bằm mình gói lá mốt mình nướng cho nó ăn. Úc Liễu có gì ở đó cũng có làm thử qua hết trơn. Giờ thành công nha ông bà trước. Mà Thảo Nguyên nó đi trúng thuốc nào nữa mà nó hết đó cả nhà. Không biết trúng thuốc nó lớn luôn á. Ở đó cái cùng tay con chắc chục con nữa cái gì nó xíu à. Mình ngày cao ráo cả nhà mà bự có da có thịt chắc ăn đó còn xương không. Chắc mà cha với mẹ Thảo Nguyên á, hai con chắc cho Thảo Nguyên uống trúng sữa thì bằng sữa thì sữa tăng cường chiều cao. Trúng sữa đó cả nhà. Ba, cái thời đó của Thảo Nguyên thì không có cho uống sữa nhiều. Có thằng Thái Nguyên. Thái Nguyên đi mặn nhiều có tiền mua sữa cho Thái Nguyên cũng trên cả nhà. Uống cho mà đổi được quà, đổi được ba lô đi học. Tại vì hồi đó Thái Nguyên á, hồi lúc sanh ra Thái Nguyên nó lùng tè. Cái bắp chuối nó có một khúc à. Cái ở nhà ai cũng tưởng là chắc bé nó lùng, nó không cao. Nó lùng, nó đen. Dạ, bà đen hù. Cái đầu nó dọc à. Cái Úc Cường đi mằng bẻ nhãn, đi móc mương rồi đó. Cái có tiền á, cái về cái mua được cho con được thùng sữa. Hôm chạy về, hồi đó lúc đó thùng sữa cũng trăm mấy em. Hồi đó là trước tiên là hai cháu nó uống sữa Fan XO đó cả nhà. XO á, Fan XO mà mình uống là mình đổi 7 cái hộp giấy á, đẩy nó giỏ là mình đổi được một phần quà là ba lô đi học sao quà này kia đó, ly tô này kia, là uống xong cái nó chuyển qua uống sữa con bò. Uống sữa con bò có đường nha, là ăn cơm xong phải không, ăn cơm xong vậy là lại đi một hơi vô buồng là ôm một bịch sữa đi, đi hơi xuống nhà sau ôm bịch sữa đi vô buồng đó. Thái Nguyên nè, uống nó uống giờ bởi vì nó phát triển ngay lúc đó luôn cả nhà. Lúc đó chắc nó cũng 7 tuổi á, 6 tuổi 7 tuổi vậy đó. Mà Thái Nguyên nó tội nghiệp mẹ dễ lắm, sao cũng được dễ vậy. Xong thì mình đọc một lần nữa, mình cũng không quên, mình cũng luôn chúc cả nhà luôn được dồi dào sức khỏe, làm ăn được phát tài phát đạt nha. Mình cũng rất mong cả nhà sẽ thương yêu và ủng hộ cho Hương Mai Non trong thời gian sắp tới, để Hương Mai Non có nhiều cái động lực để ra nhiều cái video hay hơn cho cả nhà xem. Và cho mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.